dỗ Lê La trước ta một ngày. Nếu ai quên điều này thì ấn tín này biến thành cục đồng gì, gương đao giá mát này mềm như ngọn cỏ, cung điện này biến thành ao hồ. Ngày 22 tháng 8 nhuận năm 1433, vua Lê Thái Tổ băng hà. Hết việc cho vua. Vào năm 1436 trở đi, lệ 21 Lê Lai, 20 Lai Lê Lợi có từ đó đến nay các bác nhé. Đấy là bắt đầu từ cái đội ơn của vua. Ngày dỗ Lê Lai ngày 21 tháng 8 hàng năm là ngày vua đội ơn thôi. Còn chính Lê Lai hy sinh, ngày thiêng của cụ là ngày 29 tháng 4, mà ngày xả thân cứu Chúa đấy là ngày. Ở đây chúng tôi vẫn phải làm lễ, làm cỗ để dỗ cụ. Còn bà con, cô bác, làng xóm ai biết thì tới, không thì thôi. Còn chủ yếu tập trung vào ngày 21 là đông nhất. Mỗi cuộc như thế khoảng hơn 10.000 lượt người về tới đây thắp hương cho cụ. Thế thì vua Lê Thái Tổ qua đi, rồi đến vua Lê Thái Tông. Vua Lê Thái Tông qua đi, đến vua Lê Nhân Tông. Triều vua Lê Nhân Tông năm thứ 7, hay nói cách khác dễ hiểu hơn là Lê Nhân Tông làm vua được 7 năm, năm đó là năm 1449. Vua sắc phong cho Lê Lai là Trung Túc Vương Phúc Quốc Công Thượng Đẳng Thần, bản cảnh thành hoàng chứ gì đại vương, cho con cháu đưa hài cốt về quê an táng, lập đền thờ để hương khói được tứ thời bát tuyết. Báo cáo với các bác anh, chính mảnh đất này là lập đền thờ Lê Lai có từ năm 1449. Còn nhân vật chứng kiến là còn hai cây đại đó. Năm nay 600 năm tuổi rồi. Còn chính mộ của cụ là ở trong lăng nhá, trong cái nhà hậu cung đấy, thượng sàng hạ mộ mà. Cho nên là mộ cụ ở trong đó. Đi khắp đất nước rất là nhiều đền thờ Lê Lai nhưng không có nơi nào có mộ như ở quê cụ cả. Cho nên là mỗi người nhầm có khi là lên con cháu hậu duệ của cụ trên kia tưởng là mộ cụ. Nhưng mà hỏi chúng tôi nói như vậy. Thế thì đấy, kiểu vua Lê Nhân Tông. Thế thì đối với tôi là thế nào? Bây giờ là có cái vụ này. Cụ là thành hoàng của thôn Dự Tú thời đó, nhưng do quá trình chế độ thay đổi nữa, cái thôn nó lên thành xã rồi là cho nó lên thành thôn. Bây giờ người ta lại bảo là cụ chỉ có thành hoàng của làng Tép thôn, không phải thành hoàng của thôn Dự Tú mà tôi kể lúc nãy cho các bác là có 8 thôn đấy, cụ làm thủ trưởng đấy. Thế thì thôi thì làm phép nhận đấy là thành hoàng của mình, và con cháu ở trong làng người ta gọi là hương tử. Thế hương tử phải cử một người ra để trông coi đèn hương cho thành hoàng, người ta gọi người đó là tử hương. Gọi là tôi là tử hương.